nổi à. Điểm câu cũ luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Đây anh Thông là chuẩn bị gia cần nữa nè. Đó. Cô chú anh chị xem nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Nắng quá trời nắng luôn mà hai anh em đi câu cá nè. Để có clip cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây nước là mới lớn nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tranh thủ đi nước còn cạn lắm. Phúc Khang xuống một cần nè. Nước nó mới lớn cho nên nó hơi dơ, rác nó hơi nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà rác nhiều nhưng mà có cá, không có rác nó không có cá. Đây điểm câu lý tưởng của Phúc Khang đây. Cảnh rất là đẹp. Bây giờ là chờ dính cá để quay cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Mấy bữa nay câu lóc quá đi. Ô cá gì cá gì cá gì cá rô sao mà ngộ vậy. Ô trời, có cây câu hãy thảy xuống thử coi. Để Phúc Khang ơi thử cái con này nha cả nhà. Cả nhà thấy con cá không? Nè cá nè cả nhà. Thấy không cả nhà? Cá chà bá luôn á. Ôi nó không ăn. Nó chê mồi hay sao á? Nó chê mồi. Mồi này không tanh hay sao á? Đó đó đó, mấy cả nhà nó ngớp lên đó. Cá chà bá luôn. Dính không? Nó có ăn mồi không? Nó không ăn mồi mà. Nè nè nó tới đây luôn rồi nè. Ồ cá chà bá luôn cả nhà. Nhưng mà mồi hôm nay Phúc Khang câu mồi người dế chắc nó không ăn quá. Nó chơi mồi dế rồi. Nó đâu mất tiêu rồi. Rồi tú kia luôn cả nhà. Đó 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 nó còn nữa cả nhà. Chắc nó muốn ăn mồi thịt bò hay sao á. Mồi thịt bò cho nó ăn. Trời ơi. Trời ơi. Từ 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 từ. Để đây câu cũng nguy hiểm quá cả nhà ơi. Phúc Khang mắc hết cây cần câu rồi. Cũng giống như vậy nè. Cá lôi đi mắc luôn. Gặp con thỉ quá chà bá nó lôi mắc luôn. Đụt cá chà bá luôn. Tiếc là nó không ăn. Hôm nay 3-4 cần luôn nha cả nhà. Đây 2 cần à, 1 cần tay dưới đây nữa. Rồi thêm một cây cần máy đằng đây nữa. Đằng kia cây nữa. 4 cần, còn cần tay nữa chút xíu nữa nước cạn quá, chút xíu nữa Phúc Khang sẽ gia thêm một cần tay nữa. Cái cần tay nó ngắn, cái kia có 3 mét à. Nước cạn quá không câu được. Ồ cá bằng rổ nữa kìa. Nhỏ, cá nhỏ. Nước im im gì nó lên á. Nước chảy là nó không có lên. Nước chảy ở chỗ khác. Cá ăn cả nhà ơi, giật không kịp cả nhà. Phúc Khang bị sảy hết con rồi. Đang thay mồi cây kia, cây này ăn không làm kịp. Giật đi. Hụt rồi, hết mồi luôn. À, nãy giờ tốn nhiều mồi lắm rồi đó. Đó, đó, không? Đó, giật, dính. Ừ, dính rồi cả nhà. Có hàng rồi cả nhà. Nãy giờ cây này hết mồi mấy lần rồi. Đó. Nước đạp giữa lôi giật giật phao mà. Rồi mất hết thấy phao rồi. Lẹ thiệt hết luôn rồi. Hết mồi rồi. Trời ơi cái bóng đèn. Cá đang ăn tự với bóng đèn đè mất tiêu rồi. Chưa kịp giật nữa, có bóng đèn này thiệt tình. Cá mà ghe tàu chạy tới này. Cá nào ăn?
nó chạy nó hút nước nè, quá trời. Sống tới rồi dày vậy nè. Bó tay. Tàu chạy sống dày vậy, cá nào dám ăn cả nhà. Này là hai người em có cái tan nè, đi lưới vậy đó, hai vợ chồng tầm trời lắm rác người không, trời ơi nguyên một cái đảo rau muống luôn cả nhà, có đảo rau muống nó trời đó. Ừ ôi tôi bấm máy hồi nào luôn á ta. Sợ hết mồi nữa rồi. Hết mồi. Lẹ thiệt. Ra mà không kịp với nó. Giật lúc cái phao lên xuống đỏ luôn mà. Hình như còn phải không? Cây chứ dám trôi vô quả dưới vậy đó. Chắc hết mồi. Hai ba con cá bằng rổ cả nha. Cậu nó luôn. Cá lớn chạy mất rồi. Nhỏ quá khó câu lắm. Mình thấy nó đâu vậy? Thấy không? Không quên. Đó, nó còn. Nó ăn lại nè. Nó lại cái gốc cây. Nó ăn miếng tôm cũ mà nó quăng xuống rồi. Đó, nó ăn tầm cũ rồi. Đó đó, kéo đi, nó thấy nó chạy ra. Vô trong máy luôn, vô gốc cây luôn. Dạ, núp vô cây đó tiêu rồi. Tào lao thiệt. Nhớ có bấm máy rồi mà. Đó, này dính cá bằng rổ nữa cả nhà. Còn đó. Ăn đi, ngậm luôn, ngậm sâu vô. Cái gì đâu vậy. No à. Dễ nãy giờ dĩa mồi không no, sảy không đủ no. Con bự kìa, hốt nó kìa mày. Ừ. Dành ăn đi. Hai ba con luôn. Dướng cái bằng. Mấy ông lùm kèm. Mấy ông lùm kèm cũng lợi dành ăn nữa kìa. Ê, con trong bự nè, con bự nó ra kìa. Nước rùm rình khó thấy kìa.
cá lồng rừng chà bá. Miếng mồi bự quá. Thường gì, tem chút xíu nhỏ hơn dế. Mồi này đéo thích. Nó không ăn mồi tôm. Cho nó miếng thịt bò đi. Hai em ba em luôn. Mấy con nẻ no rồi. Đói là nó đớp rồi. Thôi. Cái đó là em bé cũng lại. Dạ con. Cái đó là em bé cũng lại cá tre mà. Dính lên đâu ơi. Dính. Trời. Sao không nhảy không chụp nó? Nè. Dưới ăn dế. Ăn dế hả? Mới để xuống ăn rồi. Có cảnh quá đẹp không? Đó. View quá đẹp không? Lâu quay lá cá ăn không hay nữa nè. Quý thiền tới nè cả nhà ơi. Đó. Quá trời trời. Đói rồi cả nhà ơi. Quạt nha cả nhà, quạt cho lửa lên nha. Nướng cá. Đó, nó cháy lên đó. Phi thuyền này mới bự nè cả nhà. Đó, phi thuyền này là của khu Phú Mỹ Hưng. Cá ăn. Mới vừa nói chuyện cá ăn. Đó. Trời ơi. Phục rồi. Để lên lá chuối nướng nè. Rồi, hấp dẫn không cả nhà. Quá đã luôn. Nghệ. Cá tê nướng nghệ. Cá chê nướng nghệ. Ba tê nướng nghệ là ngon thích thử luôn đó. Đó, cặp mới xong luôn nè cả nhà. Quá đã không? Tiếp vô lấy điện thoại ba cái. Hấp dẫn luôn. Này anh Đạt ra tay ha. Chỉ cần một con tôm thôi. Anh Đạt lấy một con cá chào bá. Thơm lắm rồi đó. Hấp dẫn à. Chiếc này đã bị sự cố rồi cả nhà. Bị sự cố rồi. Bị sự cố rồi. Xe còn dắt bộ đồ còn ở dưới sông này biết sao dắt luôn á. Ở dưới sông là bơi luôn. Phố lên đèn. Rồi cá nướng nè, bắp nướng luôn nè, bắp nướng mỡ hành luôn nè, trứng, rồi trứng nướng nữa nè, đó. Hấp dẫn quá anh Đạt ơi.
cá câu xong rồi Phúc Khang thả lại hết nha cả nhà. Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Phúc Khang chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.